đầu tiên các ông quý bác quán tưởng bông sen đang mọc ngay trên đầu đỉnh đầu của mình, bông sen trắng, quán tưởng bông sen trắng đang mọc trên đỉnh đầu mình, rồi quán tưởng cái vành trăng đang nằm ngang cái bông sen trắng, rồi quán tưởng chủng tử Sri, chủng tử bí mật Sri xoay chuyển trên bông sen trắng, trên vành trăng đó, trên vành trăng trên bông sen, rồi chủng tử Sri biến thành ra quán thế Bồ Tát hiện ngay trên đầu mình, quán thế Bồ Tát. Rồi nếu đồng thời nếu mình có mình bổn sư của mình thì mình có thể mình quán tưởng bổn sư của mình không khác quán Thế Âm Bồ Tát, quán Thế Âm Bồ Tát không khác bản sư của mình, tức là bất nhị. Chúng ta phải thấy hiểu cái pháp bất nhị của Phật giáo, bổn sư của mình tức là quán Thế Âm Bồ Tát, mà quán Thế Âm Bồ Tát là đại bổn sư của mình. Thì khi mà chúng ta quán tưởng như thế, bông sen trắng trên đầu mình, trên bông sen trắng một dành trăng trắng, trên vành trăng là chủng tử Sri, chủng tử Sri phát ra ánh sáng, rồi chủng tử Sri biến hóa ra thành quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên vành trăng, trên bông sen trắng, trên đỉnh đầu mình. Hồi trước hồi nãy thì chúng ta hoặc là chúng ta quán tưởng trước mặt mình ngang cái tầm trán của mình, bây giờ chúng ta có thể quán tưởng ngay trên đầu mình, quán tưởng quán thành Bồ Tát cũng như là bổn sư của mình không khác nhau, thì bổn sư là chính là quán thành Bồ Tát, bởi trong Phật giáo bổn sư là vô cùng quan trọng. Rồi chúng ta quán tưởng tiếp, quán Thế Âm Bồ Tát đang từ trái tim quán thành Bồ Tát có cam lồ, rồi cam lồ Amrita, cam lồ đang sái sái công lực đó, tức là cam lồ sái tâm đó hả, cam lồ đang nhiễu xuống ngập dây hết tất cả cơ thể thân khẩu ý chúng ta, cam lồ làm trắng thích và làm mát tưởng thích tất cả thân khẩu ý chúng ta. Chúng ta quán tưởng như thế, dập hết tất cả phiền não, tiêu hết tất cả những nghiệp chướng phiền não. Khi chúng ta quán tưởng được như thế rồi, lúc đầu rất là khó khăn, nhưng mà lần lần thì chúng ta sẽ quen. Vừa quán tưởng như thế rồi đó thì cái thứ nhất chúng ta mới định cái tâm thức mình, tức là thiền định, chúng ta mới nghĩ đến tụng lại, tụng thành lại lời chú nguyện như thế này. Đây là lời chú nguyện của Đại Bồ Tát Răng Ti Tâm Ba mà tôi đã đề cập hồi nãy. Lời nguyện thứ nhất, khi chúng ta đã quán tưởng như thế rồi, cái thứ nhất chúng ta nguyện ngồi yên như thế, thẳng lưng, vừa quán tưởng, khi quán tưởng thì vừa quán tưởng vừa đọc chú nào, tức là chú Án Mani Bát Di Hầm, vừa quán tưởng vừa đọc chú Án Mani Bát Di Hầm, rồi vừa đọc chú rồi đó thì vừa tụng lại cái câu mà thánh kệ thứ nhất, là lời nguyện thứ nhất. Lời nguyện thứ nhất là quyết tâm, quyết lòng, nhất định làm xong, thực hiện, thành tựu tất cả lợi ích cho tất cả chúng sanh. Quyết tâm thành tựu lợi ích cao nhất cho tất cả chúng sanh trong bất cứ lúc nào, trong mọi thời, từ đây cho đến vô biên kiếp. Lời nguyện thứ nhất, quyết tâm thành tựu, quyết tâm quyết lòng làm xong thành tựu lợi ích cao lớn nhất cho chúng sinh trong tất cả mọi trường hợp, trong tất cả hoàn cảnh, đều quyết tâm thành tựu lợi ích cao nhất cho chúng sinh. Và chúng sanh lại còn hơn cả, quý hơn cả Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý tức là Mani, quyết tâm thành tựu lợi ích lớn nhất cho tất cả chúng sanh trong mọi trường hợp. Và chúng sanh còn hơn cả Ngọc Như Ý. Chúng ta thấy Ngọc Như Ý đó là cái trong truyền thoại của Phật, của Ấn Độ, Ngọc Như Ý tức là cái ngọc mà nó ban đến hết tất cả những ý nguyện của mình. Ví dụ mình cầu nguyện gì đó mình được nấy, mình